một hai sáu bảy lực lực một hai sáu lực lực một hai sáu bảy rồi xin chào mừng tất cả các bác đã cùng trở về với Quân Audio. Và tiếp tục các cái video thì ngày hôm nay em sẽ lên một cái video để giới thiệu đến tất cả các bác, cũng như là lên video cho các bác cùng tham khảo thêm. Bởi vì ngày hôm nay thì em đã làm cũng như em đã đăng tải những cái hình ảnh của những cái bộ mic bãi Đài Loan GR888B này lên Facebook, Zalo của bên em để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Thì buổi tối ngày hôm nay em sẽ làm một cái video để lên video test chất âm cũng như là cho các bác xem nội thất rồi tay chân các thứ qua một cái video cụ thể để cho các bác cùng tham khảo thêm với một dòng mic với giá thành của nó rất hợp lý các bác nhá. Giá thành rất hợp lý mà chất lượng của nó thì cũng không hề rẻ. Tức là chất lượng của nó thì sẽ đắt hơn với cái số tiền của các bác bỏ ra rất nhiều với cái bộ mic này. Em có 10 bộ duy nhất và hôm nay em đăng video lên thì đã còn đã bán được 3 bộ rồi. Tức là 3 bộ có 3 bác tin tưởng đặt hàng bên em rồi. Không cần biết, chưa cần nghe chất âm và cũng chưa cần nghe thử hay là xem gì cả. Chưa cần test. Các bác đã nhìn, chỉ cần nhìn hình ảnh thôi các bác đã đặt hàng bên em rồi. Và em cũng rất cảm ơn bác rất nhiều đã cùng tin tưởng và ủng hộ bên em. Ok, và các bác vui vẻ nhé, cho em xin một nút like nhé. Và nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới giúp em để cùng đón nhận video tiếp theo. Ok, và video chính ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video giới thiệu qua cho các bác mặt trước, mặt sau, nội thất rồi tay chân của cái bộ mic này. Báo giá luôn lại để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Đây, có lẽ là cái này nó hơi chói một tí nhưng không sao. Mặt đằng trước của bộ mic đấy các bác nhá. Cái này nó là do con vang này, con vang với cả cái này là nó là mặt phay nhôm này. Đấy, rất đẹp luôn, không hề xước xác gì. Con này hàng bãi nhá, mic bãi nhá. Không hề xước xác gì, rất đẹp cho nên là cái nó phả cái ánh đèn nữa, nghe các bác nhìn nó hơi chói một tí. Nhưng không sao. Đây. Mặt đằng trước của nó là con này sử dụng hai màn hình. Hai màn hình riêng biệt cho hai bên. Đấy. Hai kênh, hai màn hình riêng biệt. Đấy. GR888B mã của nó đây nhá các bác nhá. Đấy. Đằng bên này lúm volume này, lúm volume này tức là âm lượng to nhỏ cái bên A này. Đấy, âm lượng to nhỏ bên B đây. Được chưa? Cái mắt thần thì các bác chỉnh tần số này. Đấy, bình thường các bác chỉ cần ấn nút set này, xong các bác dí cái tay này, bật tay lên, dí cái tay này vào đây là nó sẽ tự bắt tần số của bên này. Đấy, ví dụ thế các bác nhá. Còn đây là nút nguồn của nó giữa này. Được chưa? Mặt đằng trước rất đẹp, rất thiết kế rất đơn giản thôi. Mặt phay nhôm này đúc nguyên liền luôn. Được chưa? Mặt phay nhôm đúc liền luôn. Ở giữa là một tấm kính nhựa, mica nhựa. Ok chưa? Rất đẹp, không mà sợ bay màu hay là phai chữ gì cả. Mặt đằng sau đây. Đấy, em bán hàng là cứ phải thực tế. Được chưa? Tai nghe, mắt thấy. Đấy, nếu mà các bác nhận hàng thì sẽ tay sờ lốt luôn. Đây, mặt đằng sau cái này. Hai giắc ca lông hai bên này. Được chưa? Một giắc 6 ly. Các bác có thể là kết nối cả hai mic luôn. Anten cài nhé các bác nhé. Anten cài, trình độ nhạy đây. Đấy, con này là vỉ xanh bốn ốp sóng. Vỉ xanh đây. Con này thì là mic Đài Loan, sản xuất nhà máy Bayer. Đấy, mic Đài Loan rất đẹp luôn, sản xuất bởi nhà máy Bayer đó nhá, vỉ xanh. Đấy, 4 hộp sóng 24 này. Được chưa? 4 hộp sóng nữa. Con này 1 2 3 4 thạch anh luôn để xử lý tín hiệu âm thanh. Đấy. Còn hai màn hình riêng biệt này. Đấy, con này đặc biệt là vì màn hình của nó là vì đỏ các bác nhá. GR888 này, để các bác nhìn này, các bác nhìn mã nhá. Cái này nó không phải là thay đâu, mà cái này là vỉ của nó là thế nhá. GR888 này, được chưa? Cái này vỉ của nó là vỉ đỏ. Đấy. Còn vỉ tiếng là vỉ xanh. Các bác nhá. Vỉ tiếng là vỉ xanh, còn vỉ màn hình là vỉ đỏ. Được chưa? Đấy, không có chuyện thay thế gì đấy đâu. Hàng tất cả em bao zin các bác luôn nhá. Đấy, cho các bác xem tay. Xem tay rồi xong mình báo giá luôn này. Đây là một chiếc tay thành phẩm. Tay thành phẩm của bộ mic này. Được chưa? Tay thì em đã sơn lại rồi. Tay là sơn lại rồi, rất đẹp. Đấy, kể cả đầu chụp luôn. Nhìn đầu chụp với tay này thì không khác gì là mic mới cả các bác nhá. Không khác gì mic mới cả. Quá đẹp luôn. Đây. Đấy. Côn đây. Hàng tất cả là còn zin hết nhá. Có cái nước sơn này em sơn lại rồi nhá. Nói luôn cho tất cả bác, đỡ các bác phải thắc mắc. Tay chân đây, rất đẹp luôn. Củ côn zin nhá. Củ côn zin nhá. Các cái dòng mic nổi tiếng thương hiệu giống kiểu là Vôn các thứ là các họ cũng dùng các cái loại côn này đó nhá. Được chưa? Đấy. Còn tay của nó đây. Tay ruột là vỉ zin nhá các bác nhá. Cũng vỉ màu xanh zin này. Các cái lẫy pin các thứ nó còn nguyên hết. Đấy, có một chỉ có 1-2 bộ gì đấy thôi. 1-2 bộ gì đấy nó bị mất một bên này. Còn đâu này lại còn nguyên hết các bác nhé. Đây là bác nào mà đặt hàng trước thì em sẽ lựa cho bộ tay còn zin và cái lẫy pin này còn này.
Đấy, còn bác nào mà mua sau thì chẳng may phải cái bộ nó còn một bên là nó bị gãy thì các bác thông cảm giúp em nhé. Đấy, củ đây rất đẹp luôn, hàng này quá đẹp nhé, em bao đẹp bao chất các bác luôn, báo giá luôn để cho các bác cùng tham khảo này. Ngày hôm nay thì em có 10 bộ đấy, nhưng mà từ chiều giờ thì em bán mất 3 bộ rồi, còn có 7 bộ thôi. Giá 1.700.000 một bộ, 1.700.000 một bộ sẽ bao ship cho tất cả các bác nhé. 1.700.000 sẽ bao ship cho tất cả các bác luôn. Đấy, các bác được nhận hàng, được quyền kiểm tra hàng xong mới thanh toán nhé. Dây giáp phụ kiện chống lăn các thứ là đầy đủ hết cho các bác nhận hàng, chỉ việc cắm điện vào là dùng thôi. Và bây giờ em sẽ cùng test thử cho các bác cùng nghe chất lượng âm thanh. Ngày hôm nay thì em test trực tiếp trên cái con vang cơ lai số. Ok, test trực tiếp được con vang cơ lai số TLG Audio 330 nhé. Con này revert, tiếng revert có luôn này các bác này. Đây, bật tay mic này nhá, sóng lên này. Lên, 1, 2, 6, 7, lên 6, lên, lên, 1, 2. Và con vang này nhà em vẫn đang cung cấp cho bác với cái giá là 2.100.000 nhá. Tiếng revert rất sang luôn. Lên, 1, 2, 6, 7, đêm bao lá vàng đốt thư tình cô, với mây trời xa xiêu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng dầu vân đi, lỡ mê luồng gấm đành quên ước thề. Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước, kết ngàn vì sao đường sáng lên qua, tiếc nhau ngày vui dấu lệ thương đau. 1 2 6 7 L 1 2. Ok bác nhá, em sẽ thử test cho các bác cái chất lượng âm thanh của vang này. Con vang TLG Audio 330 để cho bác cùng nghe và cảm nhận cái chất lượng tiếng là echo reverb của này. Xem này. Bây giờ em sẽ lấy ok. Đây các bác nhá. Cái này các bác có thể chỉnh bằng số nhé. Cái này các bác chỉnh bằng số chứ không được chỉnh bằng cơ nhé. Cái tiếng reverb này, đây sẽ giảm hết tiếng reverb này. Echo được 1, 2, 6, 7, lực. Đấy, nhiều ít hay là như nào các bác có thể chỉnh trực tiếp tại đây luôn theo đúng sở thích của mình. Đấy, tiếng reverb nó lên này, kết hợp cả echo này các bác này. Đấy, một chút thôi. Lực, 1, 2, 6, 7, lực. Tiếng xì xẻ thì không thể nào không thua kém gì các cái dòng vang số bây giờ các bác nhé. Không thua kém gì các cái dòng vang số cao cấp bây giờ. Ok. Và em báo giá lại cho tất cả bác cùng tham khảo với những bộ mic bãi Đài Loan GR858B. Ngày hôm nay thì bên nhà em đang cung cấp cho bác với cái giá là 1.700.000. 1.700.000 một bộ, em sẽ bao ship luôn, tặng cho bác đầy đủ dây giác phụ kiện nhé. Các bác nhận hàng thì kiểm tra hàng, thanh toán giúp em. Tất cả bác nếu có nhu cầu đặt hàng, mua hàng lòng liên hệ trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo cho em, số điện thoại 0982 838695. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều đã cùng xem video ngày hôm nay. Và các bác vui vẻ đi qua, vui lòng cho em xin một nút like nhé. Và nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới để cùng đón nhận những cái sản phẩm tiếp theo và đón chờ những cái video tiếp theo mà nhà em liên tục lên hàng cho các bác cùng tham khảo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.